Xin chào các bạn đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của kênh Góc Xây Dựng. Hôm nay ở cái video này thì kênh Góc Xây Dựng muốn chia sẻ cho anh em những cái lưu ý cực kỳ quan trọng khi anh em thi công sắt thép sàn mái bê tông sao cho nó đúng kỹ thuật nhất nha. Thì trước mắt mọi người đây là một cái ô sàn được sử dụng bằng sắt phi 10 là sắt sàn chính nha mọi người nha. Còn sắt dầm ở đây là sử dụng bằng phi 16, chạy bằng 4 cây phi 16 và tăng cường hơn 1 mét ở các đầu cột nhé. Đấy, còn sắt sàn là sử dụng phi 10 buộc với cái khoảng cách là A10-10. Đấy, là 10 cm một cái, 10 cm một cái. Tất cả sắt sàn ở đây là đều luồn qua dầm nhá. Đấy các bạn nhớ nhá. Nhiều anh em có hỏi mình trên kênh ấy là thợ nhà em là sắt Tuyền là để trên chốc dầm có đúng không? Thì đối với cái sắt sàn một lớp này ấy, thì anh em nên luồn qua dầm là nó sẽ đúng yêu cầu kỹ thuật nhất. Đấy, còn đối với sắt sàn hai lớp thì lớp đầu tiên anh em luồn qua dầm, lớp thứ hai là anh em để lên chốc dầm nhá. Và anh em sử dụng con kê bê tông để kê cái sàn lên. Ở đây thì mình có sử dụng một cái sắt 6 mình bẻo quặp ra để mình khóa những cái khung dầm. Đấy, để cho mai kia đổ bê tông chúng ta đầm dùi ấy, thì cái khuôn bao dầm của chúng ta ấy, là nó luôn luôn là được 22 cm. Đấy, thế là cái dầm của chúng ta rất là được vuông vắn. Lúc anh em thi công tô chát nó rất là nhanh. Đấy là tác dụng của cái đai sắt 6 là như vậy. Đấy, mọi người có thể tham khảo cái ô sàn mà mình vừa thi công xong đây. Và lúc nữa là sẽ triển khai là đổ bê tông mái nha mọi người nhá. Đấy, sàn thì đều là được sử dụng con kê bê tông hết nha mọi người nhá. Đấy, con kê bê tông 4 phân nhá, sàn đổ dày 12 phân. Đấy, và anh em lưu ý là sắt dầm, đối với những cái sắt dầm thì anh em phải kê lên nhá. Đấy, ở đây sắt dầm thì mình sẽ kê lên khoảng 3-4 phân. Đấy, 3-4 cm đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy tay của mình để một cái khoảng không giữa tường và sắt. Lúc chúng ta đổ bê tông thì cái sắt của chúng ta nó sẽ được bao phủ bê tông, nó sẽ tốt hơn. Đấy, có đối với sắt 10 thì anh em không cần phải bẻ mỏ nhá mọi người nhá. Đấy, anh em chỉ cần bẻ mỏ một đầu bên kia thôi, còn đầu bên này thì nó sẽ có cái bức tường của cái nhà bên này rồi, thì anh em không cần phải bẻ mỏ đâu. Như thế là đảm bảo cái câu kỹ thuật rồi. Đối với cái sắt sàn bằng sắt 10 thì như vậy là ok rồi. Đấy, đây là các bác thợ đổ bê tông đang thì trong công đoạn là chuẩn bị. Đấy, lúc nữa là được cái giờ hoàng đạo là sẽ bắt đầu đổ bê tông mái nhá. Mình sẽ quay qua cho mọi người xem. Còn cái vị trí sắt chờ mà khi anh em đổ bê tông thì là 60D nhá. Đấy, là 60 cm. Đấy, khoảng cách sắt chờ là như vậy. Anh em để 50 cũng được, nhưng mà theo mình thì để 60 thì lúc chúng ta đổ sắt cột ấy, thì nó sẽ đảm bảo hơn. Còn đây là cái khu vực cầu thang. Chứ cho nó bằng sắt cái cầu thang. Thôi, đúng video trước thì mình cũng đã quay cái quá trình mà mình đóng cái cầu thang này rồi. Thì anh em mà muốn xem lại cái video đóng cầu thang này thì anh em vào kênh để tìm nhé. Đấy, anh em xem thì nhớ đăng ký kênh, thả tim và chia sẻ video cho mình nhé. Đấy, like video cho mình. Và bây giờ mình sẽ đi quay cho mọi người xem. Đây là những cái công đoạn mà mình thi công sắt thép này. Đấy, những cái điểm mà anh em có cái dầm phụ anh em gối lên đấy thì anh em chú ý là tuyệt đối không được nối sắt ở vị trí này nhá. Đấy. Đấy, cái dầm mà có một cái dầm phụ đè lên cái dầm này thì những cái vị trí như thế này thì anh em tuyệt đối không được nối sắt vào, bởi vì cái dầm phụ kia nó sẽ đè thẳng vào cái dầm chính này nên anh em nối sắt thì nó sẽ không đảm bảo được kỹ thuật nhá. Đấy, mình quay cho mọi người xem cái độ phẳng của ô sàn này. Đấy, sắt sàn mình buộc rất là thẳng luôn mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy hàng nào đều phân pháp như hàng nào hết, đều là 10 phân hết rồi. Đấy, anh em nhìn thấy sử dụng con kê bê tông, lớp đổ bê tông nó sẽ có được lớp bao phủ bê tông cực kỳ là tốt. Đấy, và trước khi đổ bê tông thì anh em nên tưới nước qua ô sàn đi để cho sàn của chúng ta nó được ướt, thì bê tông của chúng ta nó sẽ không bị nhanh khô, thì cái sàn của chúng ta nó sẽ được ẩm và bê tông nó sẽ chết từ